Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc yêu cầu Putin Zelensky gặp ông ở Moscow, Kiev. Ngày 1 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đề nghị cả hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine gặp ông để thảo luận về các bước nhằm mang lại hòa bình. Phát ngôn viên của Tổng thư ký cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư rằng các bức thư riêng biệt đã được gửi vào chiều thứ Ba cho các phái bộ thường trực của Nga và Ukraine tới Liên Hiệp Quốc, yêu cầu Vladimir Putin tiếp Guterres ở Moscow và Volodymyr Zelensky tiếp ông tại Kiev. Ông Durajic nói, Tổng thư ký cho biết vào thời điểm vô cùng nguy hiểm này, ông muốn thảo luận về các bước khẩn cấp để mang lại hòa bình tại Ukraine và tương lai của chủ nghĩa đa phương dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Ukraine cho biết họ vẫn chưa nhận được đề nghị hòa bình từ phía Nga. Tổng thống của Ukraine là Volodymyr Zelensky cho biết nước này vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ phía Nga liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình. Theo đó, thì Tổng thống Volodymyr Zelensky phủ nhận thông tin từ Điện Cẩm Linh về việc Nga đã gửi văn bản về một thỏa thuận hòa bình cho phía Ukraine vào hôm 20 tháng 4. Tổng thống Zelensky nói trong một cuộc họp báo ở Kiev sau chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel tới nước này rằng tôi không nghe thấy gì và tôi tin chắc rằng họ không gửi gì cho chúng tôi cả. Trước đó, thì phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là Dmitry Peskov cho biết chính phủ Nga đã chuyển cho Kiev bản dự thảo văn bản có nội dung hoàn toàn rõ ràng và từ ngữ tỉ mỉ, cũng như nhấn mạnh rằng quả bóng hiện đang ở trong sân của Ukraine. Ukraine kêu gọi di tản khẩn cấp khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 4, Ukraine kêu gọi lập một hành lang nhân đạo ngay lập tức để sơ tán dân thường và người bị thương khỏi nhà máy cán thép Azovstal tại thành phố Mariupol, hiện bị lực lượng của Nga bao vây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện khoảng 120.000 dân thường đang mắc kẹt tại thành phố Mariupol. Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraine cho biết Kiev và Moskva đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc thiết lập một hành lang nhân đạo để sơ tán phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi ra khỏi Mariupol. Các nhà đàm phán cấp cao của Ukraine đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán đặc biệt với Nga tại Mariupol mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào nhằm sơ tán quân đội và dân thường khỏi thành phố cảng này. Những thông tin trái chiều về số phận thành phố Mariupol giữa chiến cuộc. Tổng thống Nga thông báo thành công trong việc kiểm soát Mariupol, nhưng nguyên thủ của Ukraine thì lại khẳng định thành phố này vẫn tiếp tục kháng chiến. Tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đánh giá là không có bằng chứng về việc Mariupol đã thất thủ và tỏ thái độ nghi ngờ tuyên bố của ông Putin. Cố vấn của Tổng thống Zelensky là Oleksiy Arestovych sáng nay 22 tháng 4 cho biết nguy cơ Ukraine mất thành phố cảng Mariupol được tạm thời xua tan bởi Nga không đủ sức bao vây và chiếm đóng quần thể nhà máy luyện kim Azovstal, nơi đây đang chứa chấp hơn 2.000 lính Ukraine cố thủ bất chấp lời kêu gọi đầu hàng từ phía Nga. Cũng tại đây thì vẫn còn có khoảng 1.000 thường dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em cùng hàng trăm người bị thương khác. Hoa Kỳ tuyên bố tiếp tục viện trợ quân sự Ukraine. Ngày 21 tháng 4, Hoa Kỳ tuyên bố cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và cụ thể Kiev sẽ nhận được 72 lựu pháo Howitzer, 144.000 quả đạn pháo và 121 drone chiến thuật Phoenix Ghost. Giống như tuần trước, khoản viện trợ này trị giá 800 triệu Mỹ Kim, nâng tổng số tiền Hoa Kỳ viện trợ Ukraine lên 4 tỷ Mỹ Kim kể từ mùa thu. Và đồng thời, Hoa Kỳ viện trợ thêm 500 triệu Mỹ Kim để giúp Ukraine ổn định nền kinh tế. Viện trợ này cũng liên quan tới những người tị nạn Ukraine muốn tới Hoa Kỳ vì Washington đã hứa tiếp đón 100.000 người. Sẽ có một chương trình tiếp đón mới dành riêng cho người tị nạn Ukraine để họ có thể đến Hoa Kỳ trực tiếp từ Âu Châu nếu họ được gia đình định cư ở Hoa Kỳ hoặc các tổ chức phi chính phủ bảo lãnh.